đen 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 chấm đơn đen đen. Tiếp tố B này, đơn đơn đen đen đơn đơn đen 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 đơn đơn đen đen đấy, ví dụ như thế thì học sinh nhìn rất là dễ hiểu và đối với chúng ta dạy cũng rất là dễ. Còn nếu như các thầy cô không có PowerPoint, các thầy cô không có một projector để chúng ta trình PowerPoint cho các em học sinh, thì các thầy cô cứ nhìn vào đây và các thầy cô sẽ căn cứ để các thầy cô hướng dẫn cho học sinh một cách nó dễ dàng. Đấy, đấy là một cái điều mà tôi muốn nói với các thầy cô về cái phương pháp dạy học nhạc cụ thể hiện tiết tấu. Nó rất quan trọng, nếu như chúng ta bỏ qua tất cả những bước đó thì chúng ta sẽ không thành công, chúng ta không dạy được nữa. Lớp 6 đã không được thì đến lớp 7, lớp 8 còn dạy làm sao nữa. Và chính cái điều mà tại sao có một số trường mà một số thầy cô đã bỏ qua cả nhạc cụ thể hiện tiết tấu luôn. Chắc là thầy Lâm biết điều đó đúng không nhỉ? Mà hôm tập huấn chính thầy Minh cũng nói cái việc đó, là một số trường là bỏ luôn cả nhạc cụ thể hiện tiết tấu chứ không nói đến chuyện nhạc cụ thể hiện giai điệu. Chính là bởi vì không qua những cái bước như vậy, không có những cái video hướng dẫn một cách kỹ lưỡng như vậy, thì nếu chúng ta không nắm được chúng ta sẽ không dạy được. Thế thì bây giờ xin hỏi các thầy cô là đối với dạy nhạc cụ thể hiện tiết tấu, điều khó nhất là gì theo các thầy cô? Theo các thầy cô trả lời trên màn hình nhé. Dạy nhạc cụ thể hiện tiết tấu khó nhất là cái gì? Là giữ nhịp cho học sinh nó vô nhịp cũng được. Các thầy cô mà tập huấn các thầy cô mà tập huấn với tôi ấy, thì các thầy cô hay bị hỏi lắm, cứ phải trả lời liên tục. Ở trường tôi học dạy học cũng thế, liên tục là những câu hỏi. Thế và chúng ta không sợ sai nhé các thầy cô nhé, không sợ sai, trả lời sai cũng hay mà trả lời đúng thì càng hay. Chơi các mẫu tiết tấu, vâng. Một ý, một trường đã trả lời là tức là cái khó nhất là phối hợp chơi các mẫu tiết tấu. Vâng, đấy, đấy tức là gõ bè đấy. Vâng, đấy cũng là một ý rất là hay. Vâng, tiếp. Khó nhất là kết hợp các tiết tấu. Vâng, khó nhất là vừa hát vừa gõ. À đúng, cũng đều rất đúng. Các thầy cô ghi tiếp lên nữa đi ạ. Những cái đó cũng đều khó. Vâng. Khó nhất vừa hát vừa gõ. Dĩ nhiên là vừa hát vừa gõ thì khó rồi. Cho một nhóm gõ một nhóm hát là khó. Vừa hát vừa gõ. Chờ lát nữa tôi sẽ có cái câu hỏi là với học nhạc cụ thể hiện tiết tấu có bắt buộc học sinh phải vừa hát vừa gõ không? Đấy, sẽ có câu hỏi đó đấy ạ. Vâng, chắc nữa sẽ trả lời cho vấn đề này. Ghép hai nhóm, một nhóm bạn thường bị sai. Sai cái gì ạ? Rồi, các thầy cô đã đưa ra những cái khó đúng rồi. Vừa hát vừa gõ cũng khó. Kết hợp các tiết tấu khó. Thì bây giờ gõ một bè thôi, không có kết hợp các tiết tấu, có gõ không? À, nhóm gõ bị cuốn theo nhóm hát đã phát hiện ra một ý. Chính xác, câu ấy là chính xác. Khó nhất chính là không đều về tốc độ các thầy cô ạ. Không đều về tốc độ. Tức là âm mình tiết tấu rất trừu tượng. Trong khi gõ đệm hát quay đi quay lại nhiều lần thì rất dễ bị nhầm học sinh. Lưu ý vào cái việc cái tiết tấu của mình cho nên là không nghe bên nhóm bạn. Và cuối cùng sau thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường hợp là học sinh gõ bị cuốn hát nhanh hơn, gõ nhanh hơn với nhóm hát. Và có khi về trước, trong khi hát thì về theo, về sau. Và gõ xong rồi mà hát chưa xong. Đấy, chẳng hạn như vậy. Là bởi vì sao? Vì cái điều khiển tốc độ của các em, về các em là về học không phải chuyên nghiệp, các em năng khiếu không phải là, đây là năng khiếu đại trà, chứ có nhiều em năng khiếu không tốt. Nhất là những em nào nó quá hăng hái, nó có thể cuốn cả lớp đi theo nó. Ở chỗ đó là tôi công nhận rất là khó, khó nhất đấy. Chứ còn vừa hát vừa gõ thì đương nhiên là khó rồi. Thế nhưng mà kết hợp các tiết tấu chưa chắc đã phải là khó nhất, cũng khó nhưng không khó nhất.
mà khó nhất chính là không đều tốc độ. Vậy thì làm nào để giải quyết được đều tốc độ, phải không các thầy cô? Làm thì gõ theo nhạc nền, chúng ta gõ theo nhạc nền chưa chắc đã phải là khó, vì bởi vì nhiệm vụ của các em là phải gõ theo nhạc nền, là phải gõ cho các bạn hát giống như anh trống, anh chỉ việc ngồi anh gõ thế thôi. Thế nhưng cái khó ở chính là chỗ hát đi một đằng mà gõ đi một nẻo, chính là bởi vì không nghe nhau, không ăn xăm được với nhau, từ không đều nhau đấy, từ nhóm hát nhanh nhóm thì gõ nhanh, nhóm thì gõ chậm, hay là hát thì chậm mà gõ thì nhanh. Vì sao lại như vậy? Vì năng khiếu của học sinh. Và điều thứ hai nữa là gì? Chính là vì chúng ta không luyện cho học sinh được thường xuyên. Đấy, tôi hát mà gõ không, tôi không làm cho học sinh thường xuyên được gõ nhịp, gõ phách. Nếu như các em thường xuyên gõ nhịp ở hát, thường xuyên gõ nhịp, gõ phách ở đọc nhạc, rồi đến nhạc cụ giai điệu các em cũng được gõ, và đến nhạc cụ tiết tấu các em gõ, thì cái năng lực ấy nó mới được hình thành, và nó mới trở thành cái nhịp độ ở trong người các em. Và lúc đấy giờ các em sẽ đều tốc độ các thầy cô nhé. Thế cho nên các bạn tại sao nó không đều, vì chúng ta có trong nó gõ mấy đâu. Thế đến bây giờ cuối cùng vào là bắt đầu là xong rồi, âm hình tiết tấu quay đi quay lại nhiều lần nó mới rối loạn lên, thế là hỏng hết. Rồi nhiều khi các thầy cô nó bực lên là bó tay với học sinh ở trong lớp, xong là đưa nó lại có ấm ý lên nữa chẳng hạn, thì rất là mệt phải không? Thế thì cái quan trọng nhất nó chính là thầy cô phải là một nhà chỉ huy. Sự điều khiển làm sao? Chúng ta nghe bên hát, chúng ta nghe bên gõ, và các thầy cô sẽ là phải người cùng với các em gõ. Tai chúng ta nghe các em hát, nhưng tay chúng ta lại phải theo các em gõ. Giống như các thầy cô dạy đàn piano ấy. Dạy đàn piano nhưng mà tay các thầy đàn một giai điệu, nhưng mắt các thầy và tai các thầy lại phải nghe xem học sinh, ví dụ thầy đàn cùng nó tay phải, nhưng mà tay trái thầy lại phải nghe và thầy sẽ nhìn xem nó đúng không? Thì lúc đó lại phải phân tâm rất là nhiều. Giáo viên thực sự là một nhà chỉ huy. Chứ còn nếu chúng ta cứ gõ theo phách, mới gõ theo nhịp, nó dễ vô cùng. Cái đấy thì còn cần phải bàn. Gõ theo phách, gõ theo nhịp mà còn sai, huống chi là gõ theo một cái tiết tấu khác. Còn các thầy cô hiểu là cái âm hình tiết tấu này nó hoàn toàn không giống với bài hát. Nó là một âm hình phù hợp với bài hát để tạo nên sự sinh động, cái hay, cái đẹp cho bài hát. Chứ nó không phải là tiết tấu của bài hát đó. Đấy. Phương pháp đơn giản nhất đấy, như tôi nói đó, tức là gì? Thứ nhất là các em đọc thầm trong đầu, nhưng mà tai các em phải nghe thầm hát. Và phương pháp đơn giản nữa đó là cô và thầy sẽ gõ cùng các em. Cô và thầy sẽ là cầm trịch. Cô và thầy gõ như thế nào thì học sinh nó sẽ theo như thế, và mắt nó theo dõi diễn tiến chu kỳ.